Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 120 của Đấu Đế Đại Lục, người đàn điện mang thuốc đến gặp Hỗn Độn Bá Thiên tài gia tộc Ma Thú. Chỉ cần Hỗn Độn Bá Thiên đứng ở vị trí trung lập giữa trận chiến lần này, chuyển sang tập 121 của Đấu Đế Đại Lục, hai người Tiêu Viêm và Hỗn Độn Bất Diệt đã trở về gia tộc Ma Thú gặp Hỗn Độn Bá Thiên. Hỗn Độn Bá Thiên hỏi han về Phả Hồng. Hỗn Độn Bất Diệt kể về Phả Hồng ở lại đợi Nam Nhĩ Minh hồi sinh hoàn toàn. Hỗn Độn Bá Thiên dọa con trai mình, Hoa Hồng mà bị Nam Nhĩ Minh lừa phình bụng hay bị thương gì đó. Hoa Thái Hoàng không đấm thẳng dành con Hỗn Độn Bất Diệt hơi phí. Sau đó đám người đàn điện ở chỗ này đưa cho Hỗn Độn Bất Diệt một bộ áo giáp xích huyết vương khải. Hỗn Độn Bất Diệt đã chửi bọn đàn điện cút mẹ chúng mày đi, mấy đồ này hắn không cần. Người đàn điện giữ bình tĩnh lên tiếng, là gia tộc Ma Thú muốn tham gia trận chiến đối đầu với đan điện. Hỗn Độn Bất Diệt định lao lên định cho tên đan điện một cú vả, nhưng Hỗn Độn Bá Thiên đã ngăn con trai mình lại. Lúc này người đan điện muốn cống nạp vật phẩm cho người gia tộc Ma Thú, cứ một năm sẽ có 2 vạn viên thuốc cấp 4 trở lên. Hỗn Độn Bá Thiên cần thời gian suy nghĩ, ông đã cho người đan điện trở về. Một thời gian nữa sẽ có kết quả đứng về phe tiêu tộc hay đan điện. Tiêu Viêm cũng rời khỏi gia tộc Ma Thú luôn. Hiện tại chỉ còn 2 cha con Hỗn Độn Bá Thiên. Hỗn Độn Bất Diệt nói chuyện với cha mình, gia tộc Ma Thú đứng về phe đàn điện, từ nay về sau không còn cha con gì nữa. Hỗn Độn Bá Thiên kể về kế hoạch lần trước giữa thương minh nhân tộc yêu tộc cho Hỗn Độn Bất Diệt. Chuyển đến cảnh đàn điện, đám người đàn thu từ gia tộc Ma Thú trở về. Nhi trưởng lão đàn điện muốn biết kết quả từ đàn thu. Đàn thu trình bày khả năng gia tộc Ma Thú về phe họ. Trở lại với Tiêu Viêm đi từ khe không gian màu đen trở lại Tiêu Phú. Người đàn điện hay ảnh Tử Minh giúp bụi đã chạy về báo tin. Lúc này trong đại sảnh Tiêu Phú, Tiêu Viêm xuất hiện tại đại sảnh gặp đám người Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên rót trà đá cho Tiêu Viêm, còn Chân Ni hỏi thăm sức khỏe. Tiêu Viêm muốn biết tình trạng của Tiêu Phú. Thanh Hạo Nhiên đánh giá Tiêu tộc đánh nhau với đàn điện lần này không lo. Đàn điện chỉ biết được quân đội Tiêu tộc và Huyết Ma Bộ tộc sẽ khai chiến, còn yêu tộc và nhân tộc không có động tĩnh gì hết. Tuy nhiên họ đều ủng hộ ngầm Tiêu tộc. Tiêu Viêm thắc mắc đan điện muốn đánh Tiêu tộc là mẹ gì sớm thế. Thanh Hạo Nhiên cho biết Tiêu Viêm đã giết đan diêm. Tiêu Viêm khẳng định đan diêm không chết dưới tay hắn, và hắn không thấy đám người phong bạo lòng ý tử ảnh hay một số người đi đâu. Chân Y trình bày họ đã hồi phục và đang tu luyện, may nhờ có dược tộc trợ giúp. Do đó Tiêu Viêm thảo luận với Thanh Hạo Nhiên, hắn có bao nhiêu thời gian nữa đánh với đan điện. Thanh Hạo Nhiên trình bày thời gian tới đan điện chưa vả Tiêu Phủ đâu, điện chủ đan điện đang mua quân đội. Tiêu Viêm đề nghị Chân Ni mau lấy toàn bộ tiền của Tiêu tộc đi mở rộng lãnh thổ quân đội. Thanh Hạo Nhiên đánh giá Tiêu Viêm hãy đi đến dược tộc mang quà cảm ơn, là sau khi lật đổ đan điện, dược tộc sẽ điều hành sản xuất thuốc lấy tên là Công Hội Luyện Sư. Tiêu Viêm đã chào Thanh Hạo Nhiên đi về phòng của mình tu luyện tìm cách đột phá đấu đế tăng sau. Tiêu Viêm lấy lệnh bài có chữ quỷ của Tiêu Giao Đế Quân lần trước ra xem. Hắn dùng đấu khí truyền vào lệnh bài, nhưng lệnh bài vẫn không có dấu hiệu gì hết. Trạm lão truyền âm với Tiêu Viêm về miếng lệnh bài. Lệnh bài này ông từng gặp sơ qua một lần, nó không phải ở đấu đế đại lục đâu. Nếu Tiêu Viêm mở ra, khả năng sẽ bị người ở một thế giới khác truy sát giết. Tiêu Viêm giật mình về thế giới trên đấu đế đại lục. Trạm lão giải thích trên vũ trụ này có rất nhiều không gian khác nhau, như đầu tiên sẽ ở một nơi khác trên đấu đế đại lục. Đôi lúc này miếng lệnh bài của Tiêu Viêm phát sáng, thì Huân Nhi đi đến phòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chạy ra mở cửa cho Huân Nhi đi vào. Hắn hỏi han về Huân Nhi bị đau bụng đến mùa dâu hay cơ thể bị thương ở đâu. Huân Nhi tất nhiên không sao, nhưng lệnh bài có chữ quỷ trên bàn đã phát sáng. Huân Nhi cầm lệnh bài bị hút vào. Tiêu Viêm dùng tay kéo Huân Nhi không ra được, hắn đã bị ngất ngã xuống mặt đất. Khi Tiêu Viêm nằm trên giường mở mắt tỉnh lại, Thanh Hạo Nhiên và Chân Nhi đã ở phòng của hắn. Tiêu Viêm muốn biết Huân Nhi đã đi đâu. Hai người Chân Nhi kể về thời gian họ đi vào phòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã bị ngất, Huân Nhi không có ở chỗ này. Tiêu Viêm vội vã chạy đến phòng Huân Nhi kêu om sòm. Người hầu của Huân Nhi nói chuyện với Tiêu Viêm. Huân Nhi đi đến phòng Tiêu Viêm chưa trở về. Lúc này hai người Chân Nhi và Thanh Hạo Nhiên đi đến chỗ Tiêu Viêm. Họ cho rằng Huân Nhi đã bị đàn điện bắt cóc. Tiêu Viêm lắc đầu không phải, mà tất cả người đấu đế đại lục không thể cứu được Huân Nhi. Chuyển đến Tê Liệt Thành. Một ông già từ trong khe không gian đang ngồi. Ông già mở mắt, toàn bộ sinh vật xung quanh đều chết hết. Ông già đã dịch chuyển đến Cử Hy Thành, chuyển đến chỗ cao lao tổ đấu đế 9 sao của toàn bộ đấu đế đại lục còn sống sót.
Họ đã mở mắt khi phản ứng sức mạnh của ông già. Hiện tại ông già đã xuất hiện trước đám người Tiêu Viêm. Ông già cho Tiêu Viêm đã gọi ông từ miếng lệnh bài đến đây. Trên bầu trời đã có một chiếc thuyền rất nhiều ma thú đã phải trốn. Người trên thuyền nói chuyện với ông già chính là Tiểu Thần, người bảo vệ đấu đế rơi trong không thủ vệ thần của đấu đế đại lục. Người trên thuyền cho biết lần này đi đến tìm đồ đệ của hắn. Tiểu Thần hãy đứng xa một bên không làm gì, hắn sẽ không hủy diệt đấu đế đại lục. Bây giờ lão tổ yêu tộc đấu đế 9 sao Sơ Kỳ cùng rất nhiều đấu đế 9 sao đã xuất hiện trên bầu trời. Trở lại với Quỷ Ẩn nhìn lên bầu trời xem chiếc thuyền quỷ môn quan. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm, hai người hắc bạch song sát từ trên thuyền đã di chuyển về Tiêu Viêm lên thuyền. Huân Nhi đã gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn bụng Huân Nhi đã phình to như sắp đẻ. Huân Nhi giải thích cô đã mang thai bảo bảo. Chưa kịp nói với Tiêu Viêm chuyện lần trước đã bị dịch chuyển mất 5 năm. Tiêu Viêm sợ mình gặp phải ảo cảnh, hắn tay cầm kiếm thiên hỏa tuyên cổ xích. Một ông già cầm một bình rượu cho Tiêu Viêm biết đây là thế giới thật. Ông đã nhận Huân Nhi làm đồ đệ. Tiêu Viêm vẫn chưa hiểu Huân Nhi vừa đi được 30 phút khi trở lại đã là 5 năm sau. Tiêu Viêm nhận xét người trên thuyền là U Linh người chết. Người cầm bình rượu nói về thuyền này đến từ Quỷ Phủ, nơi ở giữa Quỷ Môn Quan cùng Địa Phủ. Họ cũng không phải là người chết. Tiêu Viêm muốn Huân Nhi hãy trở lại Tiêu Phủ cùng hắn, chứ sư phụ của Huân Nhi không đáng tin cậy. Huân Nhi kể về sư phụ của cô chính là Quỷ Phủ Phủ Chủ. Tiêu Viêm xin tên tuổi sư phụ Huân Nhi. Người đó giới thiệu mình chính là Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương đánh giá đấu đế đại lục là hạ giới, đến ngay cả đấu tiên cũng không có. Năng lượng thiên địa ở đây đã bị ẩn giấu, bao sao trung đẳng giới trống không. Nên Tiêu Viêm đã cảm ơn Thiên Tàng Vương bảo vệ Huân Nhi. Giờ hắn mang Huân Nhi trở về. Thiên Tàng Vương cho Tiêu Viêm có tin ông không? Ông nháy mắt một phát toàn bộ đấu đế đại lục sẽ bị hủy diệt. Tiêu Viêm khẳng định Thiên Tàng Vương không hủy diệt nơi này, vì Huân Nhi cần có chỗ sinh sống. Thiên Tàng Vương kể về Huân Nhi ngày nào cũng khóc nhớ Tiêu Viêm. Ông mới cho Huân Nhi gặp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hãy xem sức mạnh của Huân Nhi hiện tại là bao nhiêu. Tiêu Viêm phát hiện Huân Nhi đã đột phá lên đấu đế 5 sao. Thiên Tàng Vương dù không nhận Tiêu Viêm là đệ tử, ông sẽ giúp Tiêu Viêm một chút như Huân Nhi. Tiêu Viêm ngồi khoanh chân xuống. Thiên Tàng Vương ném bình rượu, vài giọt rơi vào người Tiêu Viêm. Thiên Tàng Vương kể về số lượng có 3.000 đại đạo. Rất nhiều các ký tự đạo đã xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã ngộ ra đạo là đốt hỏa chi đạo. Thiên Tàng Vương đánh giá Tiêu Viêm rất khôn, có thể lĩnh ngộ cổ viêm thần tộc trên vùng đất thượng đẳng giới trong không. Lúc này Tiêu Viêm ngộ ra đạo của mình chính là lửa. Hắn bắt đầu ngộ đạo. Rất nhiều ngọn lửa trên bầu trời đã được nổi lên cho Tiêu Viêm hấp thu. Ông già Tiểu Thần đánh giá Tiêu Viêm ngộ đạo tương lai đột phá đầu tiên. Tiêu Viêm ngộ đạo cả bầu trời đấu đế đại lục đã trở thành bóng tối. Thiên hỏa xếp hạng thứ nhất đại nhật kỳ mô viêm đã xuất hiện. Lão tổ yêu tộc cũng bất ngờ đấu đế đại lục xuất hiện thiên hỏa thứ nhất khi nó mất tích mấy nghìn năm. Chuyển đến ảnh tử minh, một người đấu đế 9 sao đã mở mặt ra. Hắn cho một người đeo mặt nạ có chữ C đi điều tra ai có được thiên hỏa xếp thứ nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video.